chim bông tới líu lo líu lo sau nhà. Ô kìa, người yêu bông tới tự tình lời với ta. Ô kìa kìa, vườn hoa bỗng dưng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xóa, người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Ô kìa, đàn em bông tới hát ca vang rừng. Ô kìa, bồ câu bông tới tự tình lời trước sân. Ô kìa kìa, vườn hoa mốc kia bướm ong là đà. Người yêu duyên dáng qua, trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời. À, xin cho ta vui cơn vui như đi, xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu. Dù trong phút giây để ta biết say. À, xin cho ta vui cơn vui đang lên, xin cho ta say cơn vui đang lay có bao giờ đâu để ta biết vui. Ô kìa, bảy ngàn bông tới cắn yêu chân người. Ô kìa, người yêu bông khóc dần hơn lại với tôi. Ô kìa kìa, một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối, làm nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Đỗ Thanh Show và cùng gặp gỡ lại kiều nữ Mỹ Hạnh, đúng không quý vị? Hello Mỹ Hạnh. Hi anh. Wow, trong show thâu hình vừa qua, khi phát đi phần nào quý khán thính giả cũng tìm hiểu đôi nét về hoạt động văn nghệ của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh. Mãi yêu anh, cái này có phải là một thông điệp như một lòng chung thủy mà Mỹ Hạnh muốn gửi đến quý khán giả không? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, kính thưa anh, kính thưa quý vị. Và hôm nay Mỹ Hạnh đến đây cũng muốn chia sẻ đến niềm vui của Mỹ Hạnh những ngày qua. Và được yêu quý vị khán giả gần xa yêu mến Mỹ Hạnh. Cũng yêu mến giọng hát của Mỹ Hạnh. Đúng vậy, đúng vậy. Chính vì yêu mến giọng hát của Mỹ Hạnh cho nên mình đã có những năm tháng hoạt động cho đến giờ phút này để có được album Mãi Yêu Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh. 12 tây tháng 1 sắp đến rồi, nôn nao không ạ? Dạ vâng, rất nôn và em đã chuẩn bị đêm nhạc này rất là lâu. À, quý vị nói tới Mỹ Hạnh bật mí đêm nhạc, chứ khi nói tới cái 12 tháng 1, quý vị ở ngoài cứ tưởng là ngày lên xe hoa của cô nàng. Nhưng mà đó là ngày lên xe hoa bằng âm nhạc. Dạ. 12 tây tháng 1 tại khi vũ trường Blue. Phần chuẩn bị như thế nào rồi Mỹ Hạnh? Tất cả các anh chị em trong nghệ sĩ và đã chuẩn bị rất là kỹ cho đêm nhạc ra mắt album của Mỹ Hạnh, CD và MV. Hôm nay Mỹ Hạnh bật mí quý vị là đêm nhạc của Mỹ Hạnh là tổ chức tại Vũ trường Blue ngày 12 tháng 1. Vậy. Gồm có là anh Quốc Thái, nữ ca sĩ Thùy Vân và Thanh Thủy và Hà Thanh Vân, Hồ Xuân Đào, Thế Hậu, rồi Lưu Đăng Khoa, Tracy, Quỳnh Thúy. Và Mỹ Hạnh rất mong tất cả quý vị luôn ủng hộ cho Mỹ Hạnh đêm nhạc sắp đến. Vâng, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Hạnh tổ chức show diễn ở tại khiêu với trường Blue. Những lần vừa qua đều được sự đón nhận của quý khán thính giả rất nồng nhiệt. Hứa hẹn lần này cũng sẽ là một đêm kỷ niệm, bởi vì trong cái mùa lễ hội có rất nhiều quý cô bác về Nam California, thì nhân ngày 12 tây tháng 1 hãy đến cùng chung vui bằng âm nhạc với Mỹ Hạnh và những ca sĩ thân hữu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc trực tiếp qua số điện thoại là 714-724-5999. Mà quý vị có thể liên lạc qua trung tâm Đỗ Thanh, người anh của Mỹ Hạnh. Và cũng là những cái đĩa CD tại trời văn phòng của anh Đỗ Thanh rất là nhiều. Rất mong quý vị luôn ủng hộ những chiếc CD Đứa Con Tinh Thần Mỹ Hạnh thứ hai. Đây là cuốn thứ hai được bao nhiêu năm ta? Hai năm. Một năm có một album trình làng mới ha? Dạ vâng. Vâng. Năm 2018 đi qua để tống cựu Nghiên Tân, thì năm 2019 là một năm hứa hẹn nhiều điều thuận lợi hơn. Ngay cả những tháng đầu của năm 2019 thì hầu như những show diễn cũng bút đầy lịch hết. Thì Mỹ Hạnh nghĩ là năm 2019 điều gì mà Mỹ Hạnh muốn làm nhất mà muốn quý khán thính giả sẽ đón nhận nhiều nhất? Dạ, năm 2019 Mỹ Hạnh mong rằng cái live show này sẽ đem đến gần quý vị khán giả gần hơn. Và mong quý vị luôn ủng hộ Mỹ Hạnh để Mỹ Hạnh bước tiếp con đường ca hát của Mỹ Hạnh thuận lợi hơn.
Thưa với tất cả quý khán thính giả, vậy thì bây giờ để tiếp nối chương trình, có một nhạc phẩm nào mình muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình này không? Dạ hôm MV nay hay quá. MV hay quá. Xem lại đi ha. Một MV hay quá. Khán giả xem lại một MV mà mãi yêu anh với tiếng hát của Hoàng Anh Khang. Khi phát đi, quý khán thính giả cảm nhận được cái sự chuẩn bị rất chu đáo trong phần MV, quay ngoại cảnh cũng như nhạc phẩm. Và có lần cô nàng đã chia sẻ là một cái đoạn rất là nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng vì nghệ thuật thì cái sự nguy hiểm đó cũng để đánh lùi ra phía sau để đem hình ảnh đến cho tất cả quý vị. Mãi yêu anh, sáng tác của ca nhạc sĩ Hoàng Anh Khang, mời quý vị cùng thưởng thức trong chương trình Mỹ Hạnh và Đỗ Thanh Show hôm nay. Cho anh nụ hôn đầu hơi ấm khi con tim mới biết đến những yêu thương. Cho em được quên từng năm tháng anh bên cạnh em dù giông bão, ôm đôi tay mới biết đến những đam mê. Rồi bỗng bao niềm vui chợt như vụ tan khi anh nói anh hết yêu em, khi anh nói hết muốn bên em. Giờ đây còn ai cạnh bên lo lắng, em lang thang với nỗi cô đơn trong tim em đâu. Anh biết không anh, em luôn chờ người về nơi ấy, em luôn đợi một hình bóng ấy. Dẫu thời gian đổi thay em vẫn yêu người, có anh về tình nồng thắm thiết, quên đi từng muôn phiền tan biến. Mai em chỉ yêu mãi anh đến bên đời. Chào anh nụ hôn đầu hơi ấm khi con tim mới biết đến những yêu thương. Cho em được quên từng năm tháng anh bên cạnh em dù giông bão, ôm đôi tay mới biết đến những đam mê. Rồi bóng bao niềm vui chợt như vụ tan khi anh nói anh hết yêu em, khi anh nói hết muốn bên em. Giờ đây không còn ai cạnh bên lo lắng, em lang thang với nỗi cô đơn trong tim em đâu. Anh biết không anh, em luôn chờ người về nơi ấy, em luôn đợi một hình bóng ấy. Dẫu thời gian đổi thay em vẫn yêu người, có anh về tình nồng thắm thiết, quên đi từng muộn phiền tan biến. Mai em chỉ yêu mãi anh đến bên đời. Dạ, đang theo dõi chương trình Đỗ Thanh Show cùng với nữ ca sĩ Mỹ Hạnh, và vừa rồi là nhạc phẩm Mãi Yêu Anh sáng tác của Hoàng Anh Khang. Có lẽ đây là lần thứ hai quý vị thưởng thức nhạc phẩm này trong MV được chuẩn bị rất chu đáo qua tiếng hát cũng như là dòng nhạc hoàn toàn mới.
Từ những ngày đầu tiên khi chập chững bước vào nghề và cảm nhận được là điều gì cho Mỹ Hạnh một cái niềm đam mê, một cái nghị lực có thể vượt qua tất cả những khó khăn để có thể đứng trên sân khấu và trình diễn đến với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay. Quả không phải là một con đường lúc nào cũng là màu hồng. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, con đường ca hát không chỉ là vừa vui vừa buồn, nhưng mà Mỹ Hạnh vượt qua hết tất cả, tại vì Mỹ Hạnh rất là đam mê ca hát. Mỹ Hạnh phải nói hôm nay Mỹ Hạnh làm không được một buổi diễn, Mỹ Hạnh có sơ suất cái gì đó, Mỹ Hạnh rất là buồn và suy nghĩ và mình phải làm như thế nào. Mỹ Hạnh không bỏ cuộc và Mỹ Hạnh phải trau dồi hơn mình thiếu cái gì và mình phải làm cho được. Nên bởi vậy có những lúc nào làm cho mình chùng xuống không? Có những lúc nào là trong cái đêm diễn, hay là vì những người ca sĩ trẻ, thưa quý khán thính giả, với tính cách là một producer và một người điều hành trung tâm, chúng tôi đã nhận thấy rất nhiều có những người ca sĩ trẻ khi họ đứng trên một sân khấu cùng với tất cả những người nghệ sĩ đã thành danh, có phần nào làm cho mình cảm thấy cái sự đối xử nó không được công bằng cho chính cái phần trình diễn của mình, hay đôi lúc sẽ là những giọt nước mắt khi cảm nhận được cái sự cư xử nó không hoàn hảo như là những hình ảnh đẹp trên sân khấu, mà làm mình cảm thấy là một cái sự đánh đổi quá lớn cho cái niềm đam mê của mình không Mỹ Hạnh? Vâng, thưa anh, Mỹ Hạnh chưa có cái cảm giác như vậy. Vâng. Mỹ Hạnh rất là may mắn là khi mà Mỹ Hạnh bước vào nghề ca hát, là Mỹ Hạnh lucky là được gặp anh chị nghệ sĩ đi trước. Vâng. Đã dìu dắt cho Mỹ Hạnh chỉ dẫn những cái gì mà tốt và hay nhất. Tại vì tất cả các anh chị nghệ sĩ đi trước rồi, người ta đã trải qua những cái không có được vui và không có được thuận lợi lắm. Vâng. Thì cái đợt mấy đứa em sau này thì gặp các anh chị đi trước thì mấy anh chị luôn chia sẻ và muốn cho những đứa em mình là tốt hơn và có những cái điều hay hơn. Là đó là Mỹ Hạnh lucky gặp những anh chị luôn chỉ dẫn cho Mỹ Hạnh. Có lúc nào mình cảm thấy lòng mình chùng xuống và muốn quản đi một thời gian, không muốn nghĩ tới ca hát không? No. Hay là vẫn tiếp tục đi theo cái niềm đam mê như là thưa quý khán thính giả, cái kiếp tầm nhã tơ thì nghe câu này thường lắm rồi, nhưng mà anh em nghệ sĩ cũng vẫn như chúng tôi, như những con thiêu thân lao vào trong ánh sáng. Được biết rằng cái đó là một cái sự cọ sát, có những cái đau đớn, những cái buồn tủi, những cái mà khó khăn để có thể vượt qua, nhưng lòng đam mê vẫn chiến thắng được tất cả những cái thử thách đó. Và có lần nữa Thanh nói là cái khó khăn không phải là cái nắp để đẩy chúng ta lại, mà là cái nấc thang mình phải vượt qua. Và Mỹ Hạnh đang từng bước vượt qua những nấc thang đó để đem đến cho quý vị một sản phẩm văn nghệ, và đặc biệt như ngày hôm nay, Mãi Yêu Anh. Cái chương trình ra mắt ở tại Khiêu Vũ Trường Blue vào ngày 12 tháng 1 sắp tới đây. Dạ vâng. Thì cái phần nội dung chuẩn bị bài bản và phần tập dượt với ban nhạc ra sao? Dạ là đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ có là chờ đến ngày để mà mình chào đón khán giả đến thôi. Vâng. Mỗi lần trình diễn như vậy có lần nào là một cái áp lực, hay là một cái hơi bị lo lắng, hay là hơi run nếu như khán giả đến quá đông, thì đứng trước cái tình yêu thương của khán giả có phần nào mình bị nervous không? Dạ, Mỹ Hạnh không có run khi đứng trước khán giả đông như vậy. Cái đó Mỹ Hạnh còn vui và mình cần máu và khấn khởi hơn. Mà nếu mà nói gần tới show thì em bật mí là em ngủ không được. Có lo lắng, bởi vì trong cái thời điểm đó cũng là vào khoảng tháng 1, là thời tiết se lạnh, có đôi lúc sẽ phải giữ gìn cái sức khỏe của mình kỹ hơn để có thể tỏa sáng bằng những nhạc phẩm mà mình đã lựa chọn trong đêm diễn, đúng không ạ? Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa, số điện thoại của Mỹ Hạnh để quý vị có thể liên lạc về, và tin chắc rằng ngày 12 tháng 1 sắp tới đây tại Khiêu Vũ Trường Blue, quý khán thính giả sẽ cùng đến để ủng hộ qua số điện thoại là 714-724-5999. Quà Giáng sinh và New Year năm nay thì Mỹ Hạnh đã có được những món quà gì mà Mỹ Hạnh nghĩ là ý nghĩa để có thể muốn chia sẻ với tất cả quý khán thính giả trong cái mùa lễ hội này? Mỹ Hạnh sẽ gửi đến những món quà nhận được. Mỹ Hạnh nhận được, vừa qua Mỹ Hạnh đã nhận được nhiều món quà từ khán giả ở phương xa, ở giống như là ở New York, ở Chicago. Wow. Thực sự ra Mỹ Hạnh cũng rất là hạnh phúc những món quà đó. Mỹ Hạnh đã đến Chicago diễn một lần và New York cũng là 4-5 lần rồi. Hình như Mỹ Hạnh có về North Carolina mới về phải không? Dạ. Vừa rồi mới qua. Dạ. Vâng, mới qua. Thì cái lượng khán giả ở tại nơi đó đón nhận dòng nhạc trẻ như thế nào? Oh my god, khán giả đó rất là dễ thương và nhạc trẻ mọi người rất là máu và nhảy rất là thích.
Vâng. Mỹ Hạnh là một trong những người ca sĩ xa gia đình, tự lập và đam mê với cái niềm đam mê ca nhạc của mình. Bên kia bờ đại dương vẫn là những hình ảnh của cha mẹ đang khắc khoải chờ đợi cái sự trưởng thành của con, chờ đợi cái niềm đam mê được tỏa sáng, chờ đợi một cái đứa con lúc nào cũng an bình trên đường đời. Đó là hình ảnh của cha mẹ lúc nào cũng dõi theo từng bước con đi. Thì nếu trong cái mùa lễ yêu thương, Mỹ Hạnh muốn nói gì với cha mẹ của mình? Nếu như Song Thanh đang ngồi xem Mỹ Hạnh trong chương trình hôm nay, và đặc biệt là nhìn thấy album mới ra của con, cũng cảm nhận một cái gạt đầu vì con đã thực hiện được đam mê của mình tại xứ người. Em cũng rất hạnh phúc là về nơi phương xa mà em được làm những điều mà ước mơ của em. Thưa với quý vị là anh em nghệ sĩ, mà khi nói tới gia đình thì quả thật, trong những cái lần để chia sẻ cùng với quý vị thì lúc nào cũng là một cái sự hy sinh rất lớn cho nghệ thuật, hy sinh cái sự xa gia đình để có thể cống hiến những tác phẩm không chỉ dừng chân ở lại cho cái hình ảnh của chính cái sự riêng tư của mình, mà là hình ảnh của cả một cái sự đam mê cho sự cống hiến đến tất cả công chúng. Và ước mong rằng Mãi Yêu Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh sẽ được quý khán thính giả đón nhận rất đồng nhiệt trong chương trình ngày hôm nay. Còn lời gì em muốn chia sẻ với quý khán thính giả hơn nữa? Thưa anh, thưa quý vị, trước tiên tạm biệt quý vị. Mỹ Hạnh xin gửi đến ba mẹ, chúc ba mẹ luôn khỏe, vui vẻ, gia đình, các anh chị và luôn vui tươi khỏe mạnh. Đến quý vị khán giả thì Mỹ Hạnh chúc quý vị mùa Giáng sinh về an lành, ấm áp, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Anh luôn chúc em thành công trên con đường nghệ thuật, và đặc biệt vào đêm ngày 12 tháng 1 sắp tới đây, quý khán thính giả sẽ cùng đến thật đông. Và trước khi ra về sẽ có được album nhạc, mỗi lần đi làm lái xe về, quý khán thính giả cũng cảm nhận được rằng anh em nghệ sĩ luôn đồng hành với quý vị trong những công việc đời thường. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng với Mỹ Hạnh và Đỗ Thanh ra phố để xem không khí nhộn nhịp của mùa lễ Giáng sinh năm nay ra sao. Và tin chắc rằng những hình ảnh này sẽ đem đến nụ cười, niềm vui, tình yêu thương đến tất cả quý vị. Mến chúc Mỹ Hạnh thành công. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong chương trình Đỗ Thanh Show kỳ tới. Fortune seemed hit.